Xin chào các bạn, mình là Mai Linh đến từ Viettel. Trong thời gian gần đây thì chúng ta đều có chung một sự quan tâm với 4G, đặc biệt là 4G Viettel. Nếu bạn cũng quan tâm đến chủ đề này thì hãy cùng mình điểm qua 10 lý do để khiến bạn thực hiện việc nhận SIM 4G Viettel ngay ngày hôm nay nhé. Chi phí dường như là lý do lớn nhất ngăn cản chúng ta nâng cấp lên SIM 4G. Nhưng xin bật mí với các bạn là tất cả khách hàng nâng cấp SIM 2G, 3G lên 4G cũng như các khách hàng hòa mạng 4G mới đều có thể nhận SIM 4G Viettel miễn phí và dự báo cước phí 4G còn rẻ hơn cả cước phí 3G. Siêu tốc độ 4G Viettel có thể gấp từ 7 đến 10 lần so với 3G. Với tiêu chuẩn mạng 4G của Viettel thì việc tải một bài hát với dung lượng khoảng 20MB chỉ tốn 25 giây với 4G thay vì 3 phút với 3G. Chỉ tốn 1 giây để đăng tải một bức hình lên mạng xã hội với 4G thay vì 25 giây với 3G. Viettel 4G Viettel sẽ có vùng phủ toàn quốc, phủ rộng khắp và liền mạch. Đến tháng 1 năm 2017, 4G Viettel đã phủ đầy đủ các thành phố, thị xã và đến cấp huyện. Viettel 4G Viettel sẽ đưa bạn đến với những trải nghiệm tuyệt vời hơn hẳn. Với thế mạnh truyền tải dịch vụ theo thời gian thực, 4G giảm độ trễ đến 2,5 lần so với 3G. Không còn hiện tượng giật lag với mọi trải nghiệm xem video trực tuyến, nghe, nhìn, đọc trên Internet. Bạn có thể xem video streaming, xem video với độ nét tối đa 4K, Full HD, nôm na là siêu mượt, siêu nét. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến data và những trải nghiệm Internet trên di động. Vậy với cuộc gọi trên 4G có gì khác biệt? Câu trả lời là với 4G Viettel, cuộc gọi trong veo không còn tạp âm. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi mọi cảm xúc được truyền tải nguyên vẹn tới người thân và gia đình qua mỗi cuộc gọi. Đến đây thì Mai Linh hy vọng rằng bạn đã cảm thấy đủ thôi thúc để chạy ngay đi nhận SIM 4G Viettel rồi. Và để bạn thêm an tâm thì Mai Linh cũng xin chia sẻ thêm rằng thủ tục nhận SIM 4G của Viettel cực kỳ đơn giản. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 phút. Và chúng tôi, những nhân viên giao dịch của Viettel luôn sẵn sàng chào đón bạn với tình cảm và nụ cười ấm áp nhất. Chúng tôi có mặt ở khắp nơi với hệ thống cửa hàng rộng khắp toàn quốc. Bạn có thể nhận SIM 4G Viettel miễn phí rất thuận tiện. Để tăng thêm sự hào hứng cho quý vị đang sẵn sàng chờ đợi sử dụng dịch vụ 4G, Viettel triển khai chương trình nhận SIM 4G quà tặng bất ngờ với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 2 tỷ đồng, gồm 4 xe Honda SH125i2017, 40 điện thoại iPhone 7, 400 điện thoại Samsung Galaxy Z2 Prime. Mai Linh cũng xin lưu ý với quý vị, đó là chương trình được áp dụng với tất cả khách hàng nâng cấp SIM 2G, 3G lên 4G, cũng như các khách hàng hòa mạng 4G mới. Để trải nghiệm sự vượt trội của 4G, bạn cần đầy đủ bộ, điện thoại 4G, SIM 4G Viettel và vùng phủ sóng 4G Viettel. Với các bạn sử dụng điện thoại đời từ iPhone 5S trở lên hay các điện thoại Samsung ra mắt trong các năm 2015-2016 đều đã có hỗ trợ 4G. Bạn cũng có thể cài đặt ứng dụng My Viettel để kiểm tra xem điện thoại của mình đã có hỗ trợ 4G chưa nhé. Tuy nhiên, Mai Linh cũng nhấn mạnh với các bạn rằng nếu bạn chưa có điện thoại 4G, bạn cũng nên đổi sang SIM 4G ngay thời điểm này bởi cơ hội sở hữu điện thoại 4G đang đến gần với mọi người hơn bao giờ hết. Nay điện thoại 4G còn rẻ hơn cả điện thoại 3G. Khi thông tin này được bật mí thì chắc hẳn nhiều bạn cũng có đôi chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Nhưng sự thật đúng là như vậy bởi với sự hỗ trợ của nhà mạng thì hiện nay giá điện thoại 4G còn rẻ hơn cả điện thoại 3G. Như chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z2 Prime này giá chỉ 2 triệu 160 nghìn đồng. Với kiểu dáng thiết kế thời thượng, màn hình rộng, chụp ảnh đẹp và sắc nét chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Đây chỉ là một trong những dòng máy 4G, trên thị trường còn rất nhiều loại điện thoại khác để bạn tha hồ lựa chọn. Vậy còn có lý do gì ngăn cản bạn đi nhận SIM 4G Viettel nữa không? Chắc chắn là không rồi phải không ạ? Tuy nhiên, nếu bạn còn phân vân, hãy cho chúng tôi biết. Viettel luôn sẵn sàng lắng nghe bạn tại tổng đài 1800 8098
hoặc ứng dụng My Viettel hoặc Facebook Fanpage Viettel Telecom.